event bắt bà nè. Ở phải event bắt bà gọi là chơi gì nhỉ? Chơi event bắt bà đi. Đây. Đây, chơi event hay. Đây tôi đánh tới mức cuối cùng rồi để đỡ tốn thời gian làm video. Thì đây cách chơi như thế nào, bạn sẽ có nút solo 1-1 như thế này, đánh thường đánh sao chết chết thôi, là nút E và nút đỡ đòn. Ta đỡ đòn chờ đánh thường, nó đánh chúng bị đánh thường bạn thì bạn đỡ đòn, nó ná vậy đó, nhưng mà tôi đỡ nãy tôi đỡ ở cấp độ nguy hiểm thì nó nhanh hơn chút, thành ra nó hơi khó canh. Nói chung là cứ canh đó, vừa chớp sáng một cái là bạn bấm E liền là đỡ được. Giống như vậy nè. Đó, rất easy. Ấy, gì xong ngày hôm nay rồi, cũng đơn giản thôi. Xem kỹ là gì vậy? À, kiếm kỹ giống như là một cái kỹ năng phụ cho thêm đấy. À. Là cái đổi đòn nãy là cái kiếm kỹ á. Rồi, video đây rồi, cảm ơn anh em theo dõi, hẹn gặp lại anh em những video sau.